Bộ phim Hiệp Thám Giản Bất Tri. Tập 12. Triệu huynh, Doãn công tử bị ho, ngươi cũng ho theo à? Đúng là một đại phu tốt. Rồi cũng sẽ có lúc ngươi tha hồ mà khóc. Nếu các vị đều đông đủ cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu hội chẩn đi. Vậy tại hạ xin múa rìu qua mắt thợ. Nào, Triệu huynh, người đội nón kia là ai vậy? Ta vừa nghe tên hòa thượng kia nói người đó tên là Thường Bà Bà, người giang hồ gọi là Quỷ Diện Y Nữ. Bà ta chuyên nghiên cứu về độc trị độc, mặt đã nát thế kia rồi, gân mạch tắc nghẽn, máu bầm trong ngũ tạng quá nhiều, đau tức không thông. Nhưng Doãn công tử yên tâm, ta có bí quyết hoạt quyết độc môn, có thể chữa bệnh cho cậu. Tốt quá rồi. Phương thuốc hoạt quyết Doãn công tử uống không dưới 30 loại. Ai ai cũng nói bí quyết mình là độc môn, kết quả thông thì không thấy, chỉ thấy đau thôi. Tên bằng môn tà đạo này, ngươi hiểu gì chứ? Tên bằng môn tà đạo biết làm thế nào để giải quyết hậu quả cho tên lừa đảo nhà ngươi? Ngươi A-di-đà Phật. Doãn công tử, ta đến không phải để chữa bệnh cho ngài, thế ông đến để làm gì? Doãn công tử đã nếm hết cực khổ nhân gian, dĩ nhiên cũng phải có nhận thức hơn hẳn người thường đối với sinh tử. Cớ sao không buông bỏ mọi chuyện phức tạp, quy y ngã Phật, dùng một cách khác để kéo dài sinh mệnh cho mình? Chúng sinh gian khổ, bệnh tật chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu Doãn công tử có thể buông, nhìn thấu muôn vàn khổ nạn trong thế gian này, nỗi khổ của chính ngài cũng sẽ tự tan theo mây khói. Bần tăng năm xưa ở Đông Doanh cũng từng: Doãn công tử, mấy người tìm ngài cũng lợi hại thật, còn bảo ngài hãy giải thoát. Đại sư, chuyện chung thân này e là hệ trọng quá. Hôm nay thời gian có hạn, chuyện này chúng ta có thể để sau hẳn bàn không? Hiện tại, hiện tại. Doãn công tử, ta có thể chữa khỏi bệnh cho ngài. Được, nào, không cần, không cần. Nhìn khí sắc là được rồi. Thất kinh bát mạch không tốt, ta chỉ cần ngày ngày dùng nội lực giúp ngài. Có biết nội lực là gì không? Nhìn ta này, biết qua, xem đây. Đó là nội lực, bảo vệ nội tạng của ngài, giữ gìn sức khỏe. Dừng. Hàng ngày à? Ông bao nhiêu tuổi rồi? Doãn công tử nhà ta mới bao nhiêu tuổi? Nhỡ ngày nào đó ông đột ngột ngã xuống, Doãn công tử nhà ta phải biết làm sao? Vấn đề này ta suy nghĩ chút. Vấn đề này ta đã nghĩ lâu rồi. Đó chính là lý do ta luôn nghiên cứu phương thuốc. Dù ta có chết, thuốc của ta vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục dùng. Huống hồ ta vẫn còn sống. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ có thể không ngừng cải tiến phương thuốc. Ta có thể không ngừng. Ta thấy có những người chính là muốn để Doãn công tử sống thêm một ngày, để lừa thêm chút tiền của ngài ấy. Ta lừa tiền ngài ấy thế nào? Tiền của ta dùng hết vào việc luyện thuốc, không như một số người dùng hết vào tiền việc ăn uống vui chơi, đặc biệt là kỹ viện. Nói láo, ta không đi kỹ viện, không bao giờ mất tiền. Cái đó thì có gì đáng kiêu ngạo? Thường ngày ngươi toàn như thế nào? Ngươi thế nào? Thường thần y. Được rồi, nghe người khác nói xem. Thường thần y, rốt cuộc như thế nào? Sức khỏe của cậu quá yếu, lấy độc trị độc e là không chịu nổi. Thứ cho ta lực bất tòng tâm. Diệp thần y, bệnh của ta, ta có thể chữa khỏi cho ngươi. Thật sao? Ngươi tin lời hắn à?
càng là để hắn nói hết đi. Càng có tự tin càng không thể tin. Hắn nói đúng. Nếu hỏi ta có tự tin hay không thì ta hoàn toàn không có. Người thấy chưa? Vậy các vị thần y ở đây đều muốn dựa vào bản lĩnh của mình để chữa cho ngươi. Nhưng bệnh của ngươi chỉ dựa vào một người là không thể chữa được. Bệnh của ngươi đã thấm sâu vào cơ thể, chỉ dựa vào thuốc để điều dưỡng e là không thể. Nhưng may mà độc dược trong cơ thể ngươi sau nhiều năm tích lũy sớm đã hình thành bệnh táo. Chỉ cần ta đâm 720 nhát dao hết lên cơ thể ngươi, loại trừ hết chúng đi, chắc chắn sẽ khỏi. Nhìn tình hình thực tế đi được không? Đâm 720 nhát dao, Doãn công tử mà bị đâm 72 nhát dao thôi đã chết ngõm rồi. Thế nên bệnh của hắn chỉ một người không trị được. Tại sao? Nguyên nhân ta tìm tiểu yêu nữ đến là một bên ta đâm, cô ta khâu, bệnh của ngươi nhất định sẽ được chữa khỏi. Nhưng cái giá của tiểu yêu nữ, Doãn công tử, ngươi vẫn nên nói với cô ta đi. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần chữa khỏi cho ta, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Sao ngươi có thể nói chuyện này với hắn? Im miệng. Nếu là tối qua ta có thể trị được bệnh cho ngươi. Nhưng hôm nay bệnh của ngươi bản cô nương không chữa được. Tại sao vậy cô nương? Ngươi tin cô ta, còn hy vọng cô ta cứu ngươi à? Được rồi, ngươi nói xong chưa? Vốn ta muốn đợi sau khi chẩn đoán xong mới tính sổ với ngươi. Được, vậy bây giờ Giản công tử, ngươi xem giúp ta, băng tầm của ta chết như thế nào? Do ai gây ra? Không có băng tầm thì ta lấy gì để khâu vết thương? Không cần hắn tra, đều là do ta làm. Cô giải thích chuyện cô ăn trộm thuốc của ta trước đi. Hôm qua trộm thuốc của ta, hôm nay lại đến dành chuyện làm ăn với ta. Cô muốn chống đối với ta đúng không? Ta ăn trộm thuốc của ngươi để đốt đi loại thuốc dớ dẫn của ngươi thôi. Vậy ta phải cảm ơn cô à? Vậy cô cũng cảm ơn ta đi. Dù sao ta cũng chỉ giết chết một con của cô, không độc chết cô. Vậy xem ra ta cũng phải làm một chuyện tốt, trừ hại cho dân rồi. Cô làm thật hả? Yêu nữ, đứng ra sao ta? Lo chuyện bao đồng, không nhịn được nên ra tay một chút. Tiểu yêu nữ đừng kích động, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói. Đều là do hắn vô lý trước. Triệu huynh, nhiều người bắt nạt cô gái như vậy, huynh không quản hả? Cô ấy nói với ta rồi, trong vòng 3 ngày không cho ta vận động. Huynh, A-di-đà-phật, bần tăng có một cách, thuốc không còn luyện lại là được. Sao phải cực đoan như thế? Luyện lại? Ngươi nói dễ dàng nhỉ? Ngươi có biết ta dùng bao nhiêu nguyên liệu mới luyện ra được chút thuốc ấy không? Tiệm thuốc chỉ cách nơi này vài chục dặm mà thôi. Bần tăng đi mua cho ngươi là được. Ngươi không cần mua, muốn mua cũng phải là cô ta. Ta xem ai không muốn ngón tay nữa, ta sẽ cho ngươi một canh giờ. Ta lên đầu đây, không thèm tính toán với các ngươi. Cái tên nhóc này. Vậy bần tăng đi mua thuốc đây. Yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Các vị thần y, các ngươi làm loạn đủ chưa? Các ngươi có chữa bệnh cho ta được nữa không? Phải trị, phải trị, 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 trị. Triệu huynh, huynh có cảm thấy sát khí không? Sát khí? Ta chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt thôi.
Giảng huynh, Giảng huynh. Giảng huynh, hàn độc này hơi nghiêm trọng nhỉ? Hàn độc mặc dù đã ức chế sự sinh sôi của cổ độc trong người hắn ta, nhưng mà cũng đang dần dần làm xói mòn tâm trí của hắn. Cứ như vậy hắn ta nhất định sẽ chết. Ta dùng nội công đẩy nó ra, không được. Một khi hàn độc bị đẩy ra, cổ độc càng nguy hiểm với hắn hơn. Vậy cùng hút ra. Cổ độc là trùng, không phải độc. Dù nội lực của ông có mạnh như thế nào thì cũng không hút ra được. Vậy ta cũng phải thử. Dương thần y, ông bình tĩnh đã. Ông xem người khác nói thế nào. Diệp thần y, ông có cách nào không? Cổ độc này không loại bỏ, hàn độc cũng không có cách giải. Trừ khi Hắc Vũ nương nương đến, nếu không thì chúng ta cũng hết cách. Các vị, tại hạ cáo từ. Đi thông thả. Ta dựa vào đâu mà nghe theo ngươi chứ? Diệp Tiểu Tiểu, ngươi là Diệp Tiểu Tiểu thì có. Tiểu nhân đắc trí, bụng dạ hẹp hòi. Lát nữa đợi Hắc Vũ gì đến đây thì hắn đã chết rồi. Ta vẫn nên thử xem. Người đã thế này rồi, người để ta thử xem, có lẽ có thể cứu được đấy. Thử đi. Nhanh lên. Đi 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 đi. Giảng huynh. Hỏng rồi, hàn độc phản vệ. Giảng huynh, mau dậy đi, mau dậy đi. Dương thần y, ta không sao rồi. Không sao thì tốt. Xem ra người hạ độc có công lực cao hơn ta. Lát nữa ta thử lại cho cậu ấy. Ta lên lầu làm ấm đã. Giảng công tử, độc này cậu đã trúng bao lâu rồi? Hơn một tháng rồi. Ngài thì sao? Căn bệnh này dày dò ta hơn 10 năm rồi. Hình như trời sắp mưa rồi. Đã thấy thoải mái hơn chưa? Giảng công tử, vậy ta đi nghỉ ngơi trước đây. Các vị mệt rồi, chỉ bằng để ta giúp mọi người rót chén nước nhé. Đa tạ. Quả nhiên người đẹp thì nước cũng ngọt. Ngài đúng là có phúc đấy. Ta vừa thấy cô cứ luôn nhìn tiểu tử ngốc đó. Có phải nhìn trúng cậu ta rồi phải không? Trong đầu ngài không có chuyện gì khác à? Ta... hình
Hình như bây giờ có rồi. Thất lễ, thất lễ. Đáng đời. Nói như vậy, ta vẫn nên cảm ơn Dương thần y rồi. Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Cậu không sao là tốt rồi. Vậy ta còn phải chống đỡ bao lâu? Chỉ cần không đến nơi rất lạnh, nửa năm. Đừng lo lắng. Bảo ấy à, đến nhanh mà cũng đi nhanh. Không được mấy ngày thì đường đến Yến Châu được thông rồi. Mong là như vậy. Chỉ là thời gian của ta quả thực có hạn. Người đâu? Sao lại không thấy rồi? Nhanh như vậy đã về rồi sao? Tiểu Thiên Phương đâu? Hắn lên lầu rồi. Về bần tăng đem lên cho cậu ta. Dọa chết ta rồi. Tiểu Thiên Phương thí chủ, mua thuốc về rồi đây. Người đâu? Có chuyện không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Không hay rồi. Không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Hòa thượng, sao vậy hòa thượng? Người không sao chứ? Ta không sao. Sao thế? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Thiên Phương xảy ra chuyện lớn rồi. Đi. Sao rồi, sao rồi? Là ai đã giết cậu ấy? Chết, chết rồi sao? Chết rồi. Vết thương chí mạng ở ngực. Phải, vết thương ở ngực là vết thương chí mạng. Còn 10 nhát dao còn lại chính là sau khi chết còn đâm thêm vào. Hung khí chắc là thứ này rồi. Xem ra hắn rất hận Tiểu Thiên Phương, mới giết hắn như vậy. Cái này nhìn bọn ta làm gì? Phạm vi không hề lớn. Dao đâm vào trước mặt. Trước khi đâm, hắn không hề hô cứu lần nào. Cũng chứng tỏ đây là người quen thuộc gây án. Người quen? Người quen nào? Mà miệng hắn thối như vậy, người muốn giết hắn không có 1.000 cũng có 800. Lúc vụ án xảy ra, ta, Triệu Ngã Hoàng, Thường bà chủ và Tiểu Nhị đều ở tầng 1. Căn bản có thể bài trừ hiềm nghi. Hòa thượng tiền bối ra ngoài mua thuốc rồi. Còn lại Diệp Tiếu Tiếu, Tiểu Yêu Nữ, Dương Thần Y, Doãn Công Tử, còn cả Hoạt Biển Thước. Các người đều có thời gian gây án. Lúc đó các người đang làm gì? Ban nãy y phục ta bị đổ thuốc vào. Ta ở trong phòng giặt đồ. Ta đang ngủ. Ta đang ở trong phòng sưởi ấm. Sưởi ấm. Ta đang... Không đúng. Ban nãy ta cũng ở bên dưới. Sau đó ta đi mau xí 2 lần. Sao lại hoài nghi đến ta chứ? Vậy ai có thể chứng minh ngươi thật sự đi mau xí không? Ta biết rồi. Cô ta nhất định là hung thủ. Ban nãy ở bên dưới, cô ta cứ luôn miệng nói phải báo thù cho băng tầm của cô ta. Nói Tiểu Thiên Phương đền mạng. Doãn công tử, ngươi nói có đúng không? Ngươi đừng có chó điên cắn lung tung. Ta thấy hôm qua ngươi không khiêu khích được ta. Hôm nay mượn cơ hội trả thù. Không sai, ta vì báo thù đấy. Lúc đó hắn ở dưới lầu, không phải mọi người ngăn cản. Cô đã sớm giết hắn rồi. Vậy nên cô chính là ôm hận trong lòng, mượn cớ trả thù. Cô đừng giải thích nữa. Giải thích chính là bạo biện, hung thủ nhất định là cô. Được. Giảng công tử, nếu như ngươi điều tra ra kết quả hung thủ là ta, ta không còn gì để nói. Nếu như không phải, ta nhất định sẽ không mầm ai đó lại. Trước mắt
Tiểu yêu nữ không giống hung thủ. Theo như chiều cao của tiểu yêu nữ, muốn đâm vào ngực tiểu thiên vương, dao nhất định phải đâm lên trên, vết dao sẽ chết xuống. Nhưng vết đao trên người của tiểu thiên vương có thể thấy, dao đâm trực diện. Vậy nên ta suy đoán người này không thấp, chắc là một nam nhân. Giảng công tử nói đúng, dùng dao ta rành nhất. Vết dao đó quả thực là nam tử đâm. Nghe thấy chưa? Giảng công tử giỏi thật. Kỳ lạ, vết máu trên sàn nhà rõ ràng chưa từng bị lau chùi, nhưng bên trên lại vẫn còn dương dãi rất nhiều máu. Rốt cuộc chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ tiến triển thuận lợi không? Có hơ dướng tay, Triển Thập Ngũ truyền tin tới bên cạnh Giảng Mất Tri có một người cao thủ tên là Triệu Ngã Hoàng, rất phiền phức. Cô từng gặp người này ở Khôi Lỗi Đảo chưa? Gặp rồi, là một tiểu tử ngốc dùng dao. Tiểu tử ngốc? Vậy sao có thể là đối thủ của Triển Thập Ngũ? Có lẽ là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Ngươi đang nghĩ gì? Là một đao khách. Nghe nói có cao thủ dùng đao khác, luôn muốn đi tỉ thí. Đừng đùa nữa. Đến cả lão đầu Hàn Nguyệt Sơn Trang chưa chắc là đối thủ của ngươi. Một tiểu tử ngốc sao có thể xứng để ngươi xuất đao? Ngươi là Triển Tứ đó. Triển Tứ chỉ xuất một đao. Mỗi lần chỉ xuất một đao. Lẽ nào không phải là nỗi bi ai của một sát thủ sao? Chậm. Nhất động bất động, đột nhiên lại loạn động. Không sợ hướng gió à? Ngươi đừng chê cười ta. Nào nào nào, ta vừa hay hỏi chuyện ngươi một chút. Gần đây ta luyện một quyển đao phổ rất lợi hại. Vừa bắt đầu vẫn rất tốt, có nhanh có chậm. Nhưng đến mấy trang cuối cùng lại cứ khiến ta chậm lại. Đột nhiên lại bất động. Vừa động lại bất động. Vậy là ý gì chứ? Bần tăng có một người bạn võ sĩ mù ở Đông Doanh. Đao pháp của hắn hơi giống như cậu nói. Sao lại là một kẻ mù thế? Võ sĩ mù đó nói, ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Ta thấy người ông gặp không phải người mù, là một tên lừa đảo. Bần tăng không nghĩ như vậy. Đi đâu đó? Ta còn chưa nói hết. Triệu thí chủ tới đây. Ta nghĩ đạo lý nên là thế này. Nước là yếu, nhưng dù đao của ngài có sắc bén thế nào cũng không thể mảy may làm tổn thương nó. Nhưng cái gáo này thì khác. Gáo tuy không sắc bén bằng đao của ngài, nhưng nó có thể làm nước ngoan ngoãn nghe lời, biến thành hình dạng của nó. Ta nghĩ dạng sự vật nhiều khi chính làm như vậy. Ngài thay đổi càng ít, tốc độ càng nhanh, biến đổi cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Người bạn võ sĩ mù đó của ta chính là chỉ ý này. Hòa thượng, nói mới thấy, ngài nói có lý đó. Nhưng Lý Nhị Gia này cũng đâu có dùng gáo. Cái này gáo cầm xuôi, gáo cầm ngược. Sư
Thập Sắc Môn còn có một nơi như thế này. Đây là phòng của ai vậy? Triển Thập Thất. Triển Thập Thất bỏ trốn sao? Sau khi cô ta bỏ trốn, ta phát hiện ra trốn trong căn phòng này nghe tiếng mưa rơi, cực kỳ nhẹ nhõm. Đều tại ta. Dù trên đảo Khôi Lỗi ta đã làm hỏng chuyện, cản trở ngài bắt cô ta. Cha cô đúng là làm càn. Nhưng ta rất tò mò, Giảng Bất Tri và đám bằng hữu bên cạnh hắn rốt cuộc là người như thế nào. Giảng Bất Tri không biết võ công, nhưng hắn rất thông minh. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ đều là những viên tướng có công dưới tay ta. Cử đi giết hắn quả là lãng phí tài năng. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ đều thất thủ, ngài có đích thân ra tay không? Bọn chúng không thể thất thủ. Bà chủ, biến đi đâu thì biến đi. Đừng mà. Ta để quên ô ở chỗ cô mà. Ta đến lấy ô. Đa tạ. Thu gáo, cho ngươi một gáo. Triệu huynh, đi theo ta. Móc về sao? Giảng huynh. Giảng huynh. Nếu như ngươi muốn bỏ chạy, sẽ biến thành thi thể ngay lập tức. Tại sao lại giết ta? Bởi vì ngươi đã bị Thập Sắc Môn để mắt. Giảng huynh, Giảng huynh, Triệu huynh, ta tìm thấy huynh rồi, lại chạy lung tung. Triệu huynh, ta phát hiện ra một chuyện, trở về rồi sẽ nói với huynh sau. Được, huynh không biết ngoài này nguy hiểm lắm sao? Lại chạy bừa. Ta nói huynh biết, lần này ta đi không phải là không có ích lợi gì đâu. Huynh còn dám nói, suýt thì mất mạng. Thu hoạch lớn lắm, ta lo cho huynh mà. Nói năng đừng ngất cổng như thế. Ta... Triển Thập Thất.
Ta vừa mới thả ngươi, còn dám xuất hiện trước tầm mắt ta. Tại sao lại thả tên nhãi đó đi? Đừng bảo ngươi rung động rồi nhé. Đừng có quên thân phận của mình. Ngươi là sát thủ của Triển Bộ đó. Ta đang là đối tượng của các ngươi truy sát. Phản đồ chẳng phải nên chạy thật xa sao? Ta không muốn hắn chết. Ta đã dạy cho ngươi rất nhiều, nhưng trên đời này còn rất nhiều chuyện ta không thể dạy ngươi. Nếu ngươi đã quyết chí vì tên tiểu tử đó, thì có thể ngươi vẫn chưa biết sự tàn khốc trên cõi đời này. Còn chuyện gì tàn khốc hơn ngày ngày giết người sao? Triển Bộ quả thật vô tình, nhưng đơn giản. Tình ái ở thế gian không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Ngươi vẫn chưa hiểu được cảm giác đố kỵ. Không cần phải hiểu. Chừng nào còn ta thì hắn buộc phải sống, trừ khi ta chết. Xem ra tên thám sự này cũng được lòng cô nương gớm. Ngươi yên tâm, ta nhận lời không giết hắn thì sẽ giữ mạng cho ngươi. Nhưng niệm tình sư đồ ta nhắc nhở ngươi, có thể chỉ cần vài ngày nữa, hắn và tiểu yêu nữ kia sẽ trở thành quyến lữ thần tiên. Tiết học của ta không thể dạy ngươi, cô ta sẽ dạy bù cho ta. Sao thập sắc môn lại nhắm tới huynh vậy? Ta cũng không biết. Trở về phải cảm ơn thượng bà mới được. Đúng, trở về ta sẽ cảm ơn bà ấy. Đây là ô của Hoạt Biển Thước sao? Hắn về rồi sao? Cái đó thì làm sao ta biết được? Cứ kệ hắn đã. Chúng ta đi tìm một người phá án trước đã. Huynh tìm được đáp án rồi sao? Sắp rồi, đi, được. Tiểu yêu nữ có trong này không? Giảng công tử, ta có chuyện cần nói với cô. Chờ một chút. Giảng công tử, nào, vào đi. Vụ Tiểu Thiên Phương bị giết, ta đã có đầu mối rồi. Ta phải hỏi cô một số chuyện mới xác định được. Hai nguyên nhân. Một là ta nghĩ cô không có nhiều khả năng là hung thủ, nên cô sẽ không lừa ta. Hai, vì là cô ở ngay cạnh phòng của Tiểu Thiên Phương, nên hôm xảy ra vụ án có chuyện gì cô nghe rõ nhất. Nếu huynh tin ta, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi, ta nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Được, ta muốn biết hôm xảy ra vụ án cô có nghe thấy tiếng động gì lạ hay không. Tiếng gì cũng được. Hình như ta nghe thấy tiếng gì lạ thật. Tiếng lạ. Ta vừa lên tầng đã nghe tiếng Tiểu Thiên Phương đang húy hoáy chai lọ. Ngày nào hắn cũng làm mấy việc đó, đều gây tiếng động rất lớn. Sau đó ta đã nằm lên giường nghỉ. Lúc đó hình như hắn đang cãi nhau với người ta. Đối phương là ai thì ta không nghe rõ, chỉ biết là giọng của một người khá trẻ. Chỉ có hắn là to mồm nhất. Ta bực không chịu nổi, bèn chùm chăn đi ngủ. Chỉ dựa vào những lời này vẫn không đủ được, vẫn còn thiếu chứng cứ quan trọng. Giảng huynh, vậy phải làm sao? Vậy chúng ta hãy khiến hung thủ tự nhảy ra. Tự nhảy ra, đúng. Tiểu yêu nữ, ta cần cô phối hợp ta một chút.
Đơn giản như vậy à? Không thành vấn đề. Vậy chúng ta trở về chuẩn bị trước. Đúng rồi, Giảng công tử, huynh đừng hù theo họ, gọi ta là tiểu yêu nữ nữa. Ta có tên mà. Tên là gì vậy? Tên ta là Cung Tước. Cung Tước hay. Được, Cung Tước cô nương. Trước kia ta từng giúp huynh, bây giờ huynh giúp ta. Chúng ta là bằng hữu rồi. Bằng hữu với nhau nên có cách xưng hô của bằng hữu. Bằng hữu nên xưng hô thế nào? Thế này đi, sau này ta gọi huynh là Lão Giảng, gọi hắn là Lão Triệu. Hai người hãy gọi ta là Lão Cung. Không được, được thôi. Sao lại không được? Ta thấy hay mà. Hay ở chỗ nào? Lão Triệu, bằng hữu giang hồ đều như vậy cả, đúng không? Vậy sao? Phải. Lão Cung nói thôi, huynh cứ gọi ta là tiểu yêu nữ đi. Hai chị đi thông thả, không tiện. Được, Lão Cung. Sau khi chuyện này kết thúc, ta có vài chuyện riêng muốn hỏi cô. Được thôi, được thôi. Đi. Lão Triệu, ăn cơm. Lão Giảng đi đâu rồi? Sao không ra ăn? Huynh ấy nói vụ án có tiến triển. Tiến triển gì? Huynh ấy đã kiểm tra lại thi thể của Tiểu Thiên Vương. Nó ngón tay của hắn có vết máu. Có thể là giết thứ gì đó. Giết cái gì? Làm sao biết được giết gì? Có thể là giết tên hung thủ.